Xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ dẫn các bạn học phần thứ 9, cấu trúc số 81 đến 90 trong tổng số 100 cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Cấu trúc 81. Thật là rất, quả thật rất, quả là rất. Chân tờ, hẳn. Ví dụ. Chủ xe, tan chữ. Chân tờ, hẳn, nán bẻ. Những từ đơn này quả thật rất khó học thuộc. Chủ xe, này. Tan chữ, từ đơn. Chân tờ, hẳn, quả thật rất. Nán bẻ, khó học thuộc. Chủ xe, tan chữ. Chân tờ, hẳn, nán bẻ. Cấu trúc 82, thật là quả thực. Giản trí. Ví dụ, Tha, chưa cờ, rắn, giản trí, bố xeo hoa. Anh ấy thật là người chẳng ra gì. Tha, anh ấy, chưa cờ rắn, con người này. Giản trí, thật là bố xeo hoa, chẳng ra gì. Tha, chưa cờ rắn, giản trí, bố xeo hoa. Cấu trúc 83, giống nhau, như nhau, đều là thống, dạng. Ví dụ, chưa lý, yếu, liàng cân, thống dạng, tráng tờ, sấn tử. Ở đây, có hai sợi dây thừng dài bằng nhau. Chưa lý, ở đây, yếu, hay là dẫu, có. Lượng là hai. Cân là lượng từ. Sấn chữ là dây thừng. Lượng cân sấn chữ là hai sợi dây thừng. Thống dọng giống nhau. Tróng là dài. Thống dọng tróng tờ sấn chữ có nghĩa là dây thừng dài bằng nhau. Chưa lý Yếu, liàng cân, thống dạng tráng tờ, sấn tử. Cấu trúc 84, đặc biệt, hết sức, vô cùng. Cửa ngoài, hoặc là phân ngoài. Ví dụ, Thiên chi, cửa ngoài, yán rửa. Thái yáng, phân ngoài, yào yán. Thời tiết vô cùng nóng bức, ánh nắng vô cùng chói mắt. Thiên chi, thời tiết. Cửa ngoài, vô cùng. Yán rửa, nóng bức. Thái yáng, thái dương. Phân ngoài, vô cùng. Yào yán, chói mắt. Thiên chi, cửa ngoài, yán rửa. Thái yáng, phân ngoài, yào yán. Cấu trúc 85. Thực sự, thực ra, quả thực. Sử tại sự. Ví dụ, Chưa lì tờ, chuyển suệ, sử tại sự, thai chinh chưa là. Nước suối ở đây, quả thật rất trong. Chưa lì tờ, ở đây, chuyển suệ, nước suối, sử tại sự, quả thật, thai chinh chưa là, rất là trong. Chưa lý tờ, chuyển suệ, sử tại sự, thai chinh chưa là. Cấu trúc 86, kết quả, rút cuộc, cuối cùng. Chiêu chinh. Ví dụ. Bù quản sẵn mơ sư, ta tổng ai quân cờ chiêu chinh. Bất cứ việc gì. Anh ấy hay thích hỏi kết quả ra sao? Bù quản, bất kể, sấm mơ sư, việc gì? Tha, anh ấy, tổng, là hay, hoặc là thường xuyên. Ai, là thích, là yêu. Quân, hỏi, cửa, lượng từ. Chiêu chinh, là kết quả. Cửa chiêu chinh có nghĩa là một cái kết quả. Bù quản, sấm mơ sư.
他总爱问个究竟。Cấu trúc 87, căn bản, hoàn toàn, triệt để, gốc rễ, tận gốc. Căn bản. Ví dụ, 这不是我们最根本的设想。Đây không phải là ý tưởng căn bản nhất của chúng tôi. 这不是, đây không phải là 我们, chúng tôi. 最根本, căn bản nhất. 设想 là ý tưởng. 这不是我们最根本的设想。Cấu trúc 88, 于是, thế là. Ví dụ, 张玲很喜欢读书, 于是他办了张图书卡。Trương Linh rất thích đọc sách, thế là chị ấy làm một thẻ mượn sách. Trang Liên, Trương Linh, tên con gái, hấn sĩ khoan, rất thích. Tú su, đọc sách. Vì sư, thế là, tha, chị ấy, ban là, đã làm. Trang là lượng từ nhé. Tú su khả, có nghĩa là thẻ mượn sách. Trang Liên hấn sĩ khoan tú su. Vì sư, tha ban là trang tú su khả. Cấu trúc 89, có chút, hơi, một chút, một ít. Dấu tiểu. Chị R bạn phải cuốn lưỡi lên nhé. Dấu tiểu. Dấu y tiểu. Tức là bạn có thể bỏ chữ y đi cũng được. Ví dụ, 我现在有一点儿, hoặc là 有点儿时间, tôi bây giờ có chút thời gian. 我, tôi, 现在, bây giờ, 有, có, 点儿, hoặc là 一点儿, đều có nghĩa là chút nhé. 时间, thời gian. 我现在有点儿时间, hoặc 我现在有一点儿时间. Cấu trúc 90, cấu trúc cuối cùng của video này. Đến nỗi, còn như, còn về, cho đến, ngay cả, hoặc là cả đến. Trừ ý, hoặc là ý, trừ ý. Ví dụ, trừ ý, 你信不信他的话与我无关。Còn về việc chị có tin lời của anh ấy hay không, không liên quan đến tôi. 至于, còn về, bạn có thể nói là 以至于 cũng được. 你, chị, 信不信, tin hay không, 他的话, lời của anh ấy, 与我, với tôi, 无关, là không có liên quan. 至于你信不信他的话与我无关。Thưa các bạn, chúng ta đã học hết phần số 9 và mình sẽ mau chóng hoàn thành phần thứ 10 nhé. Chúc các bạn học tốt mỗi ngày. Cảm ơn các bạn. Chào chị ạ.